Còn như về phía cái mộ, các bạn thắc mắc thì mình cũng nói luôn với các bạn như thế này. Thực ra bản thân tất cả mọi người đi tìm kiếm ai mà chả muốn là lật cái đó lên, nhưng với cái lý do là như thế này: gia đình nhà bạn NTL cứ không yêu cầu công an là điều tra hay là xác minh con tôi chết vì lý do gì, hay là con tôi bị sát hại, đấy là do bên gia đình nhà bạn NTL cứ là không yêu cầu cơ quan chức năng làm việc. Cho nên để tại sao mà công an không có chứng cứ gì hay bằng chứng gì để khai quật cái đó lên đó, mình nói như vậy là các bạn hiểu. Thì gia đình nhà bạn kia chỉ có báo là con tôi tự tử, đấy, thì công an họ làm sao họ 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 điều tra ra nữa, họ nhúng tay vào họ làm nữa, thì gia đình báo lên và bệnh viện báo về là đã có giấy khai tử rồi. Cho nên là bên phía công an họ không có đủ căn cứ để làm việc cái mộ đó. Đúng chưa? Bạn gì, bạn có câu hỏi gì gì đây? Hải Như giết nó thì sao? Rồi, một câu hỏi ngắn gọn mình sẽ trả lời lại với bạn như này: một cái camera hành trình đã trích cam và trích ra giờ phút bao nhiêu là bạn bé Hải Như đã mất tích từ giờ mấy giờ mấy giờ mà cho đến 4 giờ, không cần đến 4 giờ đi, bạn NTN này đêm đó bạn còn về, bạn còn đi vào quán net chơi mà các bạn, còn có một người bạn đi cùng nữa cơ mà. Đến 4 giờ bạn ấy về, bạn ấy khóa cái cửa phòng và bạn ấy mới tự tử, thì bạn nào là người mất tích trước là các bạn biết trước rồi. Mà bạn lại bảo là bạn ấy kia lại sát hại trước, thì mình thật sự cái câu hỏi này nó quá là đơn giản để trả lời. Các bạn cũng nghĩ ra là tất cả các bài viết các bác ấy cũng đăng khung giờ đi và giờ mất tích trước của bé Hải như thế nào, cho đến khi 4 giờ tiến về với phòng tự tử mà các bạn. Cho nếu mà các bạn theo câu chuyện này lâu rồi hay là ngắn mình không biết, nhưng các bạn hỏi những câu hỏi vậy là nó không có thỏa đáng, vì các bạn không biết là các bạn nghe ở đâu thôi, nhưng mà không biết là các bạn nghe ở đâu thôi, vì người mất tích trước chính là bé Hải Như, còn người điểm cuối cùng thì 4 giờ sáng và bạn NTL về phòng tự tử, phòng trọ tự tử. Mình sẽ trả lời cho các bạn vì lý do như vậy thôi. Về phần mộ hay là về phần mất người mất tích hay là tại sao Hải Như còn sống đó, mình cũng trả lời được hết tất cả các bạn những câu hỏi về các bạn thắc mắc. Chào Thủy nhá. Con không biết bạn nào có suy nghĩ như thế nào thôi thì mình không biết, nhưng mà các bạn hỏi mình thì thực tế thì mình cũng hỏi rồi, mình cũng trả lời các bạn rồi. Cái tỷ lệ mình đưa ra, mình chẳng qua là mình nói thật với các bạn, nhưng mình không phân tích thôi. Nhưng mà nếu mà để phân tích, mọi người cứ bảo Hải Như còn sống, nếu mà để mình ngồi mình phân tích ra cụ thể rõ ràng hơn thì mình cần cái thời gian, nhưng mà mình không có phân tích thôi, vì cái đấy nó quá là đơn giản để mình ngồi mình kéo một câu chuyện thì chỉ nói ngắn gọn và mọi người hiểu được rất là nhanh. Nói chung là nước rút khá mạnh rồi, từ giờ đến trưa nay khả năng là sẽ rút được cạn, nếu mà khó khăn quá thì lại đưa máy hút bùn vào hút tiếp, vì cái bùn nó sâu tận 2 mét cơ mà. Cái bùn này nó sâu có 2 mét bùn, mình sợ hơn 2 mét bùn ấy. Bùn tức là phân đấy các bạn, mình gọi là bùn tức là phân ấy, phân của nó đấy. Mặt phân chìm của nó đấy.
lạnh lắm. Sáng này ra có vẻ thời tiết ở Hà Nội có vẻ như có chuyển biến mới rồi. Ngày trước mình ra đây nóng lắm, chịu không nổi luôn đấy. Mình ngồi trên thuyền giữa sông để làm việc mà mình thấy ngồi muốn cháy lưng luôn mà. Hôi lắm, ở đây rất là thối luôn đấy bạn, các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy có vừa ý không? Dọn hết đám rau muống này cái cảm thấy nhẹ hết người. Những cái gì nó sẽ chật ra là nó sẽ chật ra thôi. Mình chờ lát nữa nước rút xuống một tí nữa ấm ấm lên cái là mình sẽ lấy thuyền mình đi kiểm tra quanh bờ. Chờ bối bối nhá. Doanh tranh thủ ngủ xíu đi. Mọi người ngủ rồi, em giờ em đứng đây em coi cái máy không là em sợ nó cặn chôn cùng một mộ. Chôn cái đấy thì thực ra thì mình cũng nói các bạn rồi. Sau cái công cuộc tìm kiếm ở cái hồ chất thải đây là máy cũng về tới thì cũng ra thôi, các bạn yên tâm. Vì mọi người theo công cuộc tìm kiếm đến bây giờ thì dùng các biện pháp mà đến khi phải làm những cái đến cái đấy thì các bạn cũng biết là ôi các bạn ơi, mình không phải nói đùa các bạn, nhưng con cá trê nó kia nó phải hơn chục cân. Thì cái máy đấy về một cái thì nó tất cả anh em lại đỡ vất vả. Chỉ cần cái máy đấy về tới đây thôi. Giờ nước nó rút xuống ấy, bọn cá trê nó nhúc nó to đấy các bạn. Nhìn cái đầu nó khủng khiếp lắm. Rất là khủng khiếp. À, các bạn mong là trời nó nắng lên để có một chút hơi ấm. Thối lắm các bạn ơi, mình đi trên bờ đi thôi nhưng mà mức độ nó lan tỏa mùi thì khó quá. Hơi bị lạnh đầu một tí nhé các bạn nhé. Sáng ra nó hơi bị sương xuống một tí. Còn như là các bạn cũng thấy như là một cái lời như thế này đúng không? Bẩn như thế này mà anh em tất cả mọi người mình đây còn dám làm thì có chỗ nào anh em mình không dám làm đâu. Đấy, đây gọi là hố phân đấy mà anh em mình còn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, các biện pháp, không ngại một vấn đề gì hết. Là các bạn biết là anh em tất cả bọn mình, cô chú rồi là các bác đấy, nhà mình đâu có ngại vấn đề gì đâu, lục tung hết lên tìm kiếm dù như thế nào cũng nè. Tìm chỗ ra thôi mà. Hôm qua mình có quay cho các bạn xem nó là một vườn rau muống ở dưới cái hồ này đúng không? Mà hôm nay mức độ mà sạch còn rau muống thì tấp như núi kia kìa bạn kìa. Đấy, tấp nguyên cái dọc cái bờ là rau muống đó. Rồi chắc còn đéo gì mà tìm. Dạ còn cái xương em cũng tìm nhé bác. Còn cái xương em cũng tìm nhé bác nhé. Chứ bác bảo là còn cái đéo gì mà tìm. Chưa, các bác chưa gặp phải những tình huống như này, các bác chưa biết sót như thế nào. Cho nên là những bác bình luận như vậy thì em sẽ không trả lời nữa nhé. Tránh trường hợp mà cái lời nói của các bác thì các bác tự suy nghĩ thôi. Chứ còn giờ em nói thật, em đôi co với các bác những cái lời không hay trên này nó chả có ý nghĩa gì ở đây nữa rồi.
Còn lời nói thì không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thôi các bác ạ. Chứ em chả đả động gì đâu.